streamer đang là một nghề cực qua trong giới trẻ. Dù không phải tất cả trong số đó đều nổi tiếng đình đám hay kiếm trăm triệu mỗi tháng nhờ nghề này, nhưng rõ ràng là mỗi cá nhân streamer đều gây ấn tượng bởi một đặc điểm riêng. Có người nổi tiếng vì đẹp trai, có người qua vì nói chuyện duyên và cũng có những người gây xôn xao vì lý do vô cùng đặc biệt. Baru Baru, một anh chàng streamer 24 tuổi đến từ Nhật Bản, chính là ví dụ cho dế cuối cùng. Baru Baru là một streamer trên nền tảng quyết cắt tinh. Baru Baru không đẹp trai, không cao ráo, ngược lại, anh chàng này sở hữu thân hình khá là phốt pháp, nặng tới 120kg. Baru Baru cũng chẳng nổi tiếng, liên giấc stream của anh chàng lúc nào cũng lèo tèo người xem, thu nhập không ổn định và cũng chẳng có công việc nào khác ngoài làm streamer. Thế nhưng, anh chàng này lại cực kỳ đào hoa, chính điều này đã khiến nhiều người để ý đến Baru Baru hơn. Baru Baru từng tự hào dù mình không có ngoại hình, không có điều kiện nhưng vẫn hẹn hò được với một cô nàng hết sức xinh đẹp. Bạn gái thậm chí còn chủ động bỏ tiền ra mời Baru Baru đi ăn, mua quần áo, quà tặng cho anh chàng. Mối quan hệ này từng khiến cả ủng hộ, nhiều người thì than vãn ông trời thật không công bằng. Baru Baru và bạn gái cũ từng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Cả hai hẹn hò 9 tháng trước khi chia tay. Tuy nhiên, sốc hơn nữa là, sau khi hẹn hò với cô nàng này 9 tháng, cả hai quyết định chia tay trong hòa bình và chỉ 3 ngày sau, Baru Baru đã tìm được bạn gái mới cũng sở hữu ngoại hình xinh xắn dễ thương. Bạn gái mới của Baru Baru có tên Tsubasa, cũng là một streamer. Trên Twitter của mình, Baru Baru không chỉ có ảnh cùng người mới mà còn đăng ta tớt khẳng định từ nay trở đi mình sẽ thay đổi để trở thành một người khác, tìm một công việc tốt hơn nhằm lo cho tương lai của hai người. Tuy nhiên, chỉ 3 ngày sau khi chia tay người cũ, Baru Baru đã có người mới. Bạn gái mới của Baru Baru cũng là streamer, lại có ngoại hình khá xinh đẹp, điều này khiến dân mạng tranh cãi. Vụ việc vừa chia tay đã có người mới này của Baru Baru làm nổ ra tranh cãi không nhỏ. Rất nhiều người cho rằng Baru Baru đã thuê người đóng giả bạn gái mình, hoặc không thì đây cũng là chiêu trò bản thân của cả hai người. Một số khác lại đánh giá có thể Baru Baru thực sự có sức hút, nên mới khiến các cô gái mê mệt tới vậy. Nhìn ảnh hai người cũng chân thành mà, biết đâu họ yêu nhau thật thì sao? Người ta béo, người ta xấu thì người ta không được yêu à, trời ơi, mình còn kém cả một streamer lốt nữa, tự biên tự diễn hả? Tôi không tin anh ta hấp dẫn đến thế, chắc đánh bóng tên tuổi cho nhau thôi. Cư dân mà.